Vâng, mến chào quý vị và các bạn trở lại kênh Năng lượng sạch của Hải Nam Vlog ngày hôm nay. Thì hôm nay Hải Nam sẽ chia sẻ với quý vị cái kinh nghiệm mà để cỏ như thế nào mà là đúng để trong cái vườn mình nó được cái nền hữu cơ nó tốt để cho cây mình nó đỡ phải cái việc làm cỏ nha các bạn nha. Thì cái lứa cỏ rơm này, cái rơ cỏ này là cái cỏ đực đực trước. Khi mà mình phát xong xuôi là mình cho cào vào quanh gốc đây các bạn. Thì khi mình cào vào thì giờ cái cỏ mới nó mọc lên ở ngoài. Bên ngoài cỏ mới mọc ngoài thì ở cái cỏ mà mình cào vô gốc đây nè. Thì nó mọc rất là ít nha các bạn nha. Nó chỉ còn vài cọng thôi. Vài cọng như vậy nhưng mà mình để cho nó khi nó già như vậy mình mới nhổ. Không nên nhổ sớm nha các bạn. Còn khi mình phát cỏ thì mình cũng để cỏ nó thật già. Khi nó ra bông rồi mình mới phát cỏ nha các bạn. Lúc đó thì cái lượng hữu cơ ở trên cái cây nó mới được nhiều, nó tại vì khi nó hấp thu cho đủ cho cái hữu cơ, cái lượng hữu cơ mà nó đã già mà nó ra hoa là lúc đó là cái cây đó cái hữu cơ của nó tốt. Khi mà mình phát ra thì mình cào vô đây thì cái này nó sẽ sau này cái thành hữu cơ rất là tốt các bạn nha. Giới thiệu các bạn, này là cây sầu riêng mu sân kinh nha các bạn nha, 12 tháng tuổi nha các bạn. Toàn bộ khu này mình đều làm như vậy hết nha các bạn nha. Cái nền cỏ này thì mình để khoảng 10 ngày đến 20 ngày để mình mới phát nha các bạn nha. Để nó cao tầm qua đầu gối, khoảng tầm đầu gối mình mới phát nha các bạn nha. Hiện tại bây giờ thì mình đang dưỡng cái lớp cỏ này nó lớn thêm một chút xíu nữa. Lớn chút xíu nữa thì nó cái lượng hữu cơ trong cái cỏ này nó hấp thu vào được nhiều rồi thì mình mới mới phát nha các bạn nha. Không nên phát nó quá quá sớm nó non. Cái lượng cái thân cây nó nhỏ nên cái hữu cơ nó ít. Thì mình cào rơm qua, cào rác qua đây nè. Thì ở gần khu vực gần gốc thì nó rất là ít cỏ các bạn nha. Mà cái ở dưới cái tầng lớp rơm này, rác này thì nó rất là nhiều vi sinh vật hoạt động ở dưới nha. Đặc biệt là cái con trùng. Nó làm nó phân giải cái chất dinh dưỡng ở dưới đất để cây mình hấp thu rất là tốt các bạn. Thì cây mục sơn kinh của mình trồng 12 tháng ra đọt rất sung nha các bạn. Mình làm như vậy thì mình chỉ đi nhổ sơ lại cái quanh cỏ quanh gốc thôi các bạn ơi, không phải là đi phát bao nhiêu đâu các bạn. Nếu các bạn làm được như này thì thậm chí cả tháng bạn mới đi phát cỏ lại một lần, tại vì cái cỏ nó đâu có mọc lên được đâu. Mà trong khi đó là ở dưới cái lớp cái nền hữu cơ này nó vi sinh vật nó hoạt động nó phân giải chất hữu cơ để nuôi cây rất là tốt các bạn. Sầu riêng mua sân kinh 12 tháng. Ở dưới là vườn ri 6, 3 năm rưỡi của mình ở dưới. Nên cỏ thì mình từ hồi mình trồng giờ thì mình không có sử dụng phun thuốc cỏ. Mình để cho nó cỏ nó mọc tuyệt đối luôn, xong rồi mình phát mình cào vô gốc. Đường này, một vài cái đường luồng mình chỉ phát một vài cái đường luồng chính để mình xịt thuốc thôi các bạn ơi. Đường nào mình lôi dây xịt thuốc thì mình sẽ phát cái đường đó để mà khi mình đi lôi dây nó đỡ vướng cỏ lại. Mình phát cái đường chính này thôi, nó đường dọc đường ngang thôi. Mình đi ở vô đường dọc này. Đường dọc này thì đó. Cái xong cũng bắt đầu mà mình phát những cái đường ngang ra để mình chẻ ra, mình chẻ ra mình chia ra. Ví dụ như mình đi ngang qua thì mình phát như vậy là mình sẽ đi xịt thuốc đó. Khi cái đoạn này thì mình bắt đầu là mình lôi dây qua đây thì mình chỉ phát những cái đường này thôi các bạn nha. Nó tạo cái điều kiện cho cỏ nó mọc càng nhiều trong vườn càng tốt nha các bạn nha. Càng nhiều loại cỏ thì có càng nhiều loại sinh vật khác nhau nó hoạt động. Nó có con thiên địch và cái con chung là về vấn đề chuyên môn thì mình nói mấy cái từ đó cũng không khớp lắm. Các bạn nghe cái video thì có gì thông cảm nha. Đây. Có những con thiên địch có lợi và thiên địch có hại đó, nói chung là như vậy. Cái đây thì đó, mình tới đây mình phát một đoạn, mình phát một đường luồng vậy thôi. Để khi mình đi lôi dây mình xịt ngược lên đây mấy hàng, mình xịt xuống mấy hàng là ok các bạn nha.
Còn toàn bộ thì mình để gốc sầu riêng thì mình tủ rác. Đợt này mình tủ gốc sầu riêng trước, còn đợt sau nữa thì mình sẽ phát mình sẽ cào những cái cây mình trồng sen ở trong vườn thôi. Chung là cái hiệu quả của nó rất là tốt nha các bạn nha, cỏ nó ít, rất ít mọc ở trong gốc. Chỉ leo queo vài cọng thôi, nhổ vài cọng này thôi. Muốn đỡ cái công mình đi để cạnh tranh dinh dưỡng với cây sầu riêng, và được cái nữa là nó cái rơm này nó sẽ tạo ra chất mùn rất là nhiều nha các bạn. Các bạn thấy cái hiệu quả của cái việc mà thủ cát thủ rơm đây chưa? Cái sầu riêng thời điểm này thì nó chưa có nấm bệnh gì đâu các bạn ơi, tại vì nó còn nhỏ. Khi đến giai đoạn làm trái mới sợ nấm bệnh nha các bạn nha, đừng có sợ mà thủ như vậy là nấm bệnh. Mà mình xử lý hàng tuần hàng tháng rồi cũng không có sợ nấm đâu bạn ơi. Mình xử lý thuốc định kỳ, xử lý Chico Đạt Ma với lại các loại thuốc nấm bệnh mình tưới kèm qua bét luôn các bạn, cho nên là nó cũng hạn chế được cái nấm bệnh, nên là cứ tủ vào đấy các bạn không sao hết. Nên chỉ có vài cọng thôi nha các bạn, còn sót vài cọng thôi, mình chỉ nhổ rất là nhanh. Đây là vú sữa hoàng kim bữa mình giới thiệu với các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ vấn đề cỏ nên là mình không có quay con vú sữa. Các bạn 12 tháng tuổi đó. Mình rất là ít bỏ phân. Tại vì nói chung là kinh tế cũng eo hẹp chút xíu nên là cũng không có phân cho nhiều, mình cũng tận dụng cái nguồn hữu cơ với lại cỏ trong vườn để mình nuôi cỏ rồi mình phát ra mình cào vô thôi các bạn. Rồi video của mình thì đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình. Các bạn nếu thấy cái video hay thì nhấn cho mình một like và một nút đăng ký kênh để cho kênh của mình phát triển ngày tốt hơn. Và tiếp theo thì sau này thì Nam sẽ chia sẻ nhiều hơn về vấn đề nông nghiệp đến các bạn nha. Tại vì lúc trước mình có một số video thì mình chỉ quay ba cái trái cây trong vườn mình đăng ra vậy thôi. Vậy mình mới tập tành làm video. Hy vọng là sau video này thì các bạn ủng hộ mình nhiều hơn nữa nha. À, vâng, mến chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.